Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ bức tranh thư giãn acrylic với chủ đề là hoàng hôn vào một buổi chiều thu. Và mình có một lớp vẽ dành cho các bạn nhỏ, thì các em học sinh cũng có thể xem kênh này của cô để có thể tự vẽ được ở nhà. Những vấn đề nào mà không hiểu rõ hoặc thắc mắc ở đâu thì hãy để lại bình luận ở phía dưới. Cô sẽ hỗ trợ và giúp đỡ các em có thể vẽ được bức tranh. Thank you.
Thank you.